Giai đoạn 46 đến 55 tuổi là giai đoạn có nhiều nguy cơ cao về sức khỏe nhất của con người. Ở giai đoạn này, nhiều loại bệnh sẽ ở thời kỳ bùng phát hoặc lộ dấu hiệu. Sau tuổi 35 cho đến giai đoạn trước tuổi 45, các chức năng sinh lý khác nhau của cơ thể bắt đầu suy giảm và trượt dốc, các cơ quan bắt đầu thoái hóa. Một vài biểu hiện phổ biến là chứng xơ cứng động mạch bắt đầu hình thành, các triệu chứng tiểu đường xuất hiện. Vì vậy, nhiều người gọi đây là giai đoạn hình thành bệnh. Cho đến lứa tuổi từ 45 đến 55, hầu hết các loại bệnh vốn đã nhen nhóm từ trước sẽ bùng phát đe dọa tính mạng. Vì vậy, đây là giai đoạn ẩn chứa nhiều nguy cơ cao. Ngoài ra, 46 đến 55 tuổi cũng là giai đoạn con người có nhiều việc để lo nghĩ, liên quan chặt chẽ đến các vấn đề cuộc sống. Ở giai đoạn này, con người phải gánh vác rất nhiều trách nhiệm từ gia đình, sự nghiệp. Vì vậy, áp lực tinh thần lớn, thường xuyên căng thẳng, lâu dần sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khả năng đề kháng, miễn dịch cũng vì thế trở nên yếu kém, bệnh tật càng có cơ hội lộng hành. Để an toàn vượt qua giai đoạn nguy hiểm này, ngoài việc hoạt động thể chất, cần chú ý làm việc và nghỉ ngơi khoa học, đồng thời kiểm tra sức khỏe thường xuyên.